đồng đó mọi người. Thank you.
phát lọc đó nha mọi người. Rất là đông người dân đã đến để xem lễ hội tại Trinh Đông luôn. Đây là đoàn đang múa bóng phát lộc, nó lại hết một đoàn mọi người. Trước chánh điện phát cho những bà con. Alo. Còn kiều bà cố phòng đến tự Phú Yên cùng 10 phút nữa là chương trình mình đã chấm dứt, để mấy chúng còn lưu ý cho. Yeah.
đại nghĩa tất cả bà con ở bên ngoài, tất cả bà con ở bên ngoài chúng ta ổn định trật tự. Ban quân chủ đại nghĩa tất cả bà con xin bố bên ngoài ổn định trật tự. Xong nha. Rồi đón xem những cái đoàn tiếp theo nha. Chào tất cả mọi người nha.